Xin chào mọi người, đây là máy ấp trứng của mình này. Thì bên trong là hơn 100 trái trứng đang trong quá trình ấp. Thì hôm nay là mình sẽ show những hình ảnh cực kỳ là thú vị ở trại ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk của mình này. Có những ảnh đặc sắc thì mình sẽ show đây hết cho các bạn xem. Đây là một con chim bố mẹ đang cho con ăn sữa diều này. Cái hình ảnh này thì những người nuôi chim thì cảm thấy bình thường, như những người mà tò mò về chim cảnh thì cũng rất là hiếm gặp. Thì vì nhiều người băn khoăn hay là thắc mắc là chim nuôi con như thế nào, thì đây hôm nay thì cận cảnh mọi người có thấy này, nuôi con bằng sữa diều các bạn nhé. Cặp chim này thì tầm được khoảng là 20 ngày, cặp chim ra đàn còn 20 ngày rồi. Thì trong cái thời kỳ hiện nay là vẫn còn đang trong cái quá trình mà cách ly xã hội các bạn, theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh Covid-19 đó. Thì mình cũng loanh quanh ở trại của mình thôi. Còn những anh em khác thì chắc có lẽ là thời gian này là cái thời gian mà cũng ít đi giao hàng. Mình nghĩ là hầu như là những cái người chăn nuôi, những người làm về nông nghiệp thì cái quá trình hiện tại thì cũng đang rất là khó khăn cho cái việc mà đầu ra. Như mình cũng trao đổi ở cái clip trước ấy, tại vì đầu ra ở trong cái giai đoạn này thì hầu như cái ngành nghề gì nó cũng khó khăn mà. Nên trong quá trình này là quá trình để mọi người tích lũy cái số lượng chim của mình, để khi qua cái thời điểm dịch này thì mình bắt đầu mình mới bung ra mình bán lại thì cũng không có vấn đề gì cả. Mọi người thường hay hỏi mình là nuôi chim có vất vả không, lời ra sao. Cái việc mà các bạn không chịu khó học hỏi, là không chịu khó tham gia làm cái gì thì làm gì có chuyện mà các bạn có lời ngay. Nhưng các bạn thấy là những cặp chim của mình đây này, hiện tại là đang trong quá trình nuôi hết, thì không dịch hoặc là có dịch đi nữa thì những cái trại của mình thì hoạt động vẫn hết sức bình thường, mà công suất lao động vẫn rất là bình, không có chuyện gì xảy ra cả. Đây, những cặp chim này, cặp chim này thì tầm khoảng được 10 ngày các bạn này. Đây là chim 10 ngày nhé. Còn những cặp chim mà hầu như là có đầy đủ lông thì nó rơi vào cái khoảng thời gian đó là khoảng 20 ngày. Đây, những cặp chim này thì tầm khoảng là 20 đến 25 ngày khi mà có đầy đủ lông rồi các bạn. Và những cặp chim này thì hoàn toàn có thể bây giờ là đã có thể mang đi tiêu thụ được rồi. Tại vì những nhà hàng thì hầu như là họ cũng chuộng những cái chim ra ràng, và đặc biệt là cái giống mà bồ câu Thái siêu thịt ở trại mình nhé, thì nói chung là cũng rất là chất lượng. Thì hôm nay thì tại vì nhiều anh em cũng hỏi là ở trại mình cân nặng của một con cặp chim bồ câu ra ràng ra sao á, thì lát nữa mình sẽ cân thử tận mắt cho anh em xem luôn. Vì nhiều khi mình nói bằng miệng thì nhiều khi có những anh em khác thì không có tin. Mình nói 1 ký hoặc là 1 ký rưỡi hoặc là 1 ký mấy thì nhiều anh em khác bảo là phải tận mắt thấy thì mới tin. Nhưng cái cặp này thì tầm khoảng 15 ngày. Thì lát nữa mình sẽ cân thử cho anh em tận mắt thấy luôn, để xem là mình nói có thật hay không. Thực ra tất cả những cái clip mà chạy Minh Dũng mình post lên đây thì ngoài là để cái chia sẻ những kinh nghiệm thì anh em có thể thấy tận mắt cái quá trình nuôi của người nông dân nuôi. Đấy. Đây, cặp này là tổng khoảng được 20 ngày anh em nhé, khoảng 20 ngày. Đây là giống chim bồ câu Tam Thái siêu thịt. Và những cái trứng rớt xuống đây mình sẽ đem lượng mình để vào máy ấp trứng. Cặp này thì tầm rơi vào khoảng 17 đến 18 ngày. Cũng chưa đến 17 18 ngày. Thời kỳ nói chung là cũng khó khăn mà, tình nhiều người cũng post lên những cái hội nuôi chim bồ câu than phiền nữa. Thì theo mình nghĩ là cái chuyện khó khăn thì trong cái thời điểm này ai cũng như nhau thôi. Không có vấn đề gì cả mà mọi người phải làm quá lên thế. Dịch bệnh mà từ những người làm ở công ty, là cơ quan nhà nước họ còn mệt mỏi hơn khi là những người nông dân. Thì mình cứ cố gắng qua cái thời điểm dịch này thôi. Thì trong cái thời điểm này người ta hay bảo là tối như nhà chị dậu, nhưng mà nó thật sự là vậy. Sau đó thì mình nghĩ là nó sẽ có
có cái hướng đi riêng đối với cái sản phẩm của anh em đó. Nếu mà tốt đó, thì đầu ra thì nó rất là ok. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ cân thử một cặp cho anh em xem này. Mình sẽ cân lượng một cặp rơi vào khoảng 20 ngày cho anh em xem. Tại vì thường thường như chim bồ câu ra vàng thì khoảng 20 đến 25 ngày là đã có thể làm thịt được rồi. Thì hôm nay mình sẽ cân thử cho anh em xem này. Anh em đoán là tầm khoảng bao nhiêu ký? Mình đoán là cái cặp này tầm khoảng ký 1,2 ký cho một cặp này. Mình sẽ cân luôn một cặp nhé. Mình phải để bồ câu nó đứng đặt yên ở trên cân thì nó mới chính xác. Và mình xem nó trọng lượng của nó bao nhiêu mọi người nhé. Tầm khoảng gần 1,5 ký. Khoảng 1,5 ký anh em ạ. 1,4 ký. 1,4 ký cho một cặp này. Tầm khoảng nuôi đến thời điểm này là khoảng 20 ngày. Đấy, anh em có thể thấy là cái chất lượng chim bồ câu Titan Thái siêu thịt của trại dinh dưỡng mình quảng bá chưa? Đâu phải là mình nói mới quá đâu. Cái trọng lượng như thế nào thì vừa rồi anh em có thể thấy rồi. Đây, bây giờ mình sẽ cân tiếp cho anh em xem một cái cặp. Cặp này thì tầm khoảng rớt vào khoảng 15 đến 16 ngày. 15 đến 16 ngày. Thì cái lông của nó thì vẫn chưa mọc hết này. Khoảng 15 đến 16 ngày xem cân nặng của nó là bao nhiêu nhé. Tầm khoảng 1,2 ký. Nếu mà anh em nào mà muốn giao lưu hay là muốn học hỏi những cái chia sẻ những cái hình ảnh về cân nặng thì anh em có thể comment bên dưới luôn, hoặc là mình ở trại mình có trang Facebook ấy, Nông Dân Làm Giàu luôn, cùng tên với trang YouTube này, thì anh em có thể nhắn tin cho mình. Thì bây giờ mình sẽ cân cho anh em xem thử một cặp tiếp luôn. Cặp này là đầy đủ lông rồi, tầm khoảng trên 20 ngày. Rồi anh em mình xem nó không bằng những ký. Con này là lông đầy đủ hết rồi anh em nhé. Được khoảng trên 25 ngày. Mình phải cột cánh lại không thì nó cử động, nó bay thì anh mình khó xem cái trọng lượng của nó bao nhiêu. Anh em đoán nó khoảng bao nhiêu cân nặng? Mình đoán tầm khoảng 1,5 ký cho một cặp này. Mình cũng không biết ở những cái trại của anh em khác nuôi thì cái trọng lượng của nó có đạt như vậy hay không, hoặc là cái trọng lượng nó hơn. Nhưng mà trại mình thường đa số trong cái trung mình tính trung bình trong cái khoảng thời gian mà chim bồ câu nuôi 20 ngày thì trọng lượng của nó tầm khoảng 1,3 ký, tầm khoảng rớt vào khoảng 1,3 ký. Và giá thì tùy thời điểm thì có những cái giá khác nhau, nhưng mà nói chung là cái giá nó cũng rất thuận lợi cho những cái người mà họ chăn nuôi. Anh em thông cảm vì cái máy quay phim của mình nó hơi bị rung lắc ấy, vì mình quay nhiều rồi nên bây giờ nó cũng hơi xuống, cũng hơi đôi khi nó cũng hơi nhòe, nó cũng bắt nét được đấy. Bây giờ mình chuẩn bị xem nó trọng lượng của nó bao nhiêu anh em nhé. Tầm khoảng 1,6 ký, cho là 1,6 ký, 1,7 ký đi.
cho là tí 6 ha, cho một cặp nuôi khoảng tầm 25 ngày. Đã rồi, vừa rồi thì anh em cũng thấy tận mắt ở trại mình cái quá trình mà chim chăm sóc con như thế nào, hoặc là cái thực hình ảnh thực tế là cân nặng của một cặp chim ở trại mình nuôi ra sao. Thì vì mình cũng đi cũng khá là nhiều trại rồi, thì nếu mà anh em nào mà muốn giao lưu hoặc là nói chuyện thì anh em có thể kết nối mình qua trang Facebook hoặc là bình luận ở trên YouTube này. Tại vì mình nghĩ là cũng có nhiều anh em khác nuôi chim nó cũng rất là hiệu quả đấy. Thì so với cân nặng như này thì ở trại của mình nuôi thì so với anh em thì nó như thế nào, thì anh em mình hoàn toàn có thể chia sẻ cho nhau với cái cách nuôi thôi. Tại vì ở trại mình nuôi thì nó cũng có những cái phương pháp nuôi, và mình nghĩ là những anh em khác thì cũng có cái cách nuôi khác nhau. Nhưng mà anh em mình trên cái tinh thần là cứ giao lưu và học hỏi nhau.